Khi có chồng á, em có rất là nhiều cái hả sở thích, thói quen, đam mê tất các kiểu. Sao em lấy chồng xong cái em không còn gì hết à? Em chỉ có một đam mê nhất là chồng thôi, không có đam mê gì nữa. Cái gì mà bây giờ em đã không để tâm vô nữa? Chắc lại không để tâm vô cái chuyện mà làm đẹp, chăm sóc bản thân mình kiểu như hồi xưa. Chốt rồi. Trời ơi, Trời ơi. Cái điểm đầu tiên mà cấp nhận quả thật nha, dân kinh doanh có khác anh thấy không? Chập liền. Dân kinh doanh làm cơ hội có họ lấy liền. Có là chập liền. Nắm bắt cơ hội liền. Rồi, anh vợ đáp án mà tôi giật mình luôn á trời. Xấu hổ vợ mang. Tôi đang chuẩn bị tôi lừa. Tôi gạt, ổng không cho cơ hội tôi gạt luôn. Lỡ anh lại đi chỗ khác thì sao? Ủa như vậy chúng tôi còn ngồi đây để làm cái gì? Chúng tôi có ngồi đây cũng giống như là không có ngồi gì á. Anh chơi vậy rồi ai chơi lợi anh? Điểm đi ngang qua mình lượng ngay. Hả? Hết ra anh phải báo tôi một biết chứ. Anh không báo luôn anh bảo lên chốt đáp án. Tôi đề nghị. Tụi tôi đem về đây luôn. Quá nguy hiểm, người chơi quá nguy hiểm quá rồi. Nguy hiểm. Bây giờ em trả lời đi. Con gái em giống em ở điểm nào? Con gái em giống em ở cười giống em. Hay em chốt? Anh An ngồi im à? Bây giờ sao chốt xa quá chốt rồi chưa? Sao bỗng nắm được? Chốt à? Ok chốt. Ê, anh chồng cào nhào là sao bây giờ em thay đổi quá? À, thay đổi tính cách thì không có nghe than phiền. Yeah. Chỉ nghe than phiền kiểu là ủa chỉ mấy cái hình mặc bikini chụp hình hồi xưa á. Ủa cô này đâu rồi? Cái cô này đâu rồi? Hay kiểu vậy đó, đi ngang thấy hình cái ủa hình như anh lấy lộn vợ rồi ai đây? Nhắc khéo. Vì em hay lợi dụng những cái lúc mà giận nó đi tuyệt thực. Mà anh sợ nhất là em tuyệt thực. Nhưng mà mình ăn lại 3 ngày luôn đúng không? Xong rồi chồng mình hả đút cho ăn ha, gấp bít luôn. Nhưng mà anh ấy sẽ giống như là sẽ đặt một chỗ ăn tối nào đó, xong rồi nhắn tin bảo là anh đặt chỗ ăn tối thì tối đi ăn tối nha, kiểu như chưa gì xảy ra hết. Nghĩa là dù cho cái lỗi đó là của bạn đi chăng nữa thì anh vẫn là người làm lành trước. Mình chẳng bao giờ có lỗi cả. Chẳng bao giờ có lỗi. Tôi rất thích những câu như vậy không, nha. Anh đang tự hỏi, anh nói thiệt luôn. Phụ nữ không bao giờ nghĩ mình có lỗi, nhưng mà nếu có lỗi cũng không bao giờ xin lỗi. Phụ nữ không bao giờ có lỗi hết, anh nói gì vậy? Anh biết làm cái gì đó em có lỗi với anh. Ơi, không bao giờ có lỗi luôn. Rõ ràng.